Chúng ta đều thích hôn, nhưng nụ hôn thật kỳ lạ. Chúng ta cọ sát miệng của mình trên miệng của người khác. Vì vậy, phải có lý do chính đáng để chúng ta làm điều đó. Môi của con người là duy nhất trong thế giới động vật bị lộn ngược hoặc lộ ra ngoài. Phụ nữ thường tô son, và đàn ông thường bị thu hút bởi đôi môi đầy đặn và đỏ hồng hơn. Họ hàng linh trưởng của chúng ta cũng bị thu hút bởi màu hồng, chỉ là màu hồng đó ở một nơi khác. Khi bạn bắt đầu hôn, bạn kích hoạt 5 trong số 12 dây thần kinh sọ và hơn chục cơ mặt. Một trong số đó là orbicularis oris, cho phép bạn tạo ra hình dạng nhăn nheo này, hình dạng giống như một em bé đang bú. Đó là manh mối đầu tiên của chúng ta về nguồn gốc của nụ hôn. Cho con bú là một trải nghiệm vô cùng thú vị về mặt thần kinh. Nó giải phóng các làn sóng hormone oxytocin. Điều này thúc đẩy sự gắn kết và thoải mái ở mẹ và con. Mối liên kết này mạnh mẽ đến mức có 2/3 khả năng là khi hôn bạn sẽ nghiêng đầu sang phải. Đây có thể là vì 80% bà mẹ bế con về bên trái, nên chúng ta quen quay đầu qua phải để thoải mái hơn. Và đối với nhiều nền văn hóa, hôn vẫn là trải nghiệm chủ yếu bằng mũi. Hơi thở có thể là dấu hiệu về sức khỏe của người bạn đời tiềm năng. Chúng ta thậm chí có thể ngửi thấy mùi gen phù hợp. Trong một thí nghiệm nổi tiếng, người phụ nữ ngửi thấy mùi áo phông của những người đàn ông khác nhau và sau đó đánh giá sở thích về mùi của họ. Họ cực kỳ thích mùi của đàn ông có gen hệ thống miễn dịch khác với họ, giống như chúng ta đang kiểm tra khả năng tương thích với một nụ hôn. Môi của chúng ta là một trong những vùng da mỏng nhất và da thần kinh nhất trên cơ thể. Vỏ não cảm giác cơ thể của chúng ta dành nhiều vùng thần kinh cho đôi môi hơn cả bộ phận sinh dục của chúng ta. Cảm giác hôn gửi tín hiệu trực tiếp đến trung tâm khoái cảm và khen thưởng của não, đồng thời giải phóng một loạt các chất dẫn truyền thần kinh và hormone. Mặc dù không có chất hóa học nào trong não có thể chịu trách nhiệm cho những điều phức tạp như nụ hôn, nhưng chúng ta có thể cảm nhận một vài chất trong số đó hoạt động. Nụ hôn đầu mang đến cảm giác mới lạ. Khi một dòng dopamine tác động lên, cùng với các trung tâm khen thưởng của não được kích hoạt bởi các loại thuốc như cocaine, nó thậm chí có thể mang lại cảm giác gây nghiện. Nhờ epinephrine và dopamine, tim bạn đập nhanh hơn, máu được cung cấp oxy lên não và đồng tử của bạn giãn ra. Và có lẽ đó là lý do tại sao chúng ta thường nhắm mắt khi hôn. Tuyến yên và vùng dưới đồi có thể giải phóng endorphin, mang lại cảm giác hưng phấn. Bất chấp tất cả những hành động đó ở quy mô micro giây này, bạn có thể cảm thấy thời gian như đang đứng yên. Khi thời gian hôn nhau kéo dài hàng ngày và hàng tuần, cơ thể sẽ sinh ra ít hormone gây căng thẳng cortisol hơn. Có vẻ nụ hôn thực sự có thể tốt cho sức khỏe lâu dài của bạn. Trong các cuộc khảo sát, phụ nữ luôn đánh giá nụ hôn quan trọng hơn so với nam giới trong các mối quan hệ. Có lẽ đó là vì họ thực sự phải chăm con, và về mặt sinh học, họ đầu tư nhiều hơn một chút vào tất cả những điều xảy ra sau nụ hôn. Mặc dù hôn theo nghĩa tiến hóa không cần thiết để sinh sản, nhưng hơn 90% văn hóa con người làm điều đó theo một cách nào đó. Hôn bị cấm ở một số nơi trên thế giới. Mỗi quốc gia trên thế giới đều có quy ước và quan niệm riêng về nụ hôn, truyền thống hôn và pháp luật khác nhau trên toàn cầu. Ở Ai Cập, hôn bị coi là bất hợp pháp. Hôn ở nơi công cộng cũng bị cấm ở nhiều nơi khác trên thế giới, kể cả nơi được mệnh danh là thế giới tự do như Hoa Kỳ. Ví dụ như cấm hôn người lạ ở Iowa và Cedar Rapids. Có rất nhiều đạo luật kỳ lạ về hôn, và một trong những luật lệ đó là một người phụ nữ không thể hôn chồng vào ngày Chủ nhật ở Hartford, Connecticut.